Thôi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review xe cùng Mạnh Lê. Hôm nay thì Mạnh ở lại công ty trễ chút xíu để mà làm gì? Để quay cho các bạn một siêu phẩm vừa về Mercedes-Benz 407. Thì sau lưng Mạnh đây là một chiếc xe có thể nói là một dòng xe sedan rất là hot tại thời điểm gần đây. Bởi vì là tại thời điểm này nha các bạn, C200 LS phiên bản màu trắng đã hầu như là hết xe rồi các bạn. Đã hầu như đã hết xe toàn quốc luôn. Nên là hôm nay Mạnh muốn quay cho mọi người cùng xem tại Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng quận 7 có địa chỉ là 811-813 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang có sẵn một chiếc xe C200 LS màu trắng, nội thất màu đen giao ngay cho các bạn. Và chiếc xe này có gì đặc biệt thì bây giờ Mạnh xin mời các bạn chúng ta cùng nhau khám phá xem sau lưng mình đây chiếc xe C200 LS màu trắng có gì đặc biệt nha. Xin mời các bạn. Đã biết rồi, phiên bản xe C200 LS trong thời gian gần đây đang rất là hot các bạn. Đặc biệt là chiếc xe C200 LS màu trắng sau lưng bên đây đang có sẵn và giao ngay tại Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng quận 7. Và chiếc xe này trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024 vừa rồi được Mercedes-Benz Việt Nam hỗ trợ mức giá lên đến gần 200 triệu các bạn. Từ giá nguyên bản có giá niêm yết từ 1 tỷ 849 triệu mà bây giờ sở hữu C200 LS chỉ còn 1 tỷ 589 triệu thôi các bạn. Một mức giá quá là hợp lý phải không? Vậy chiếc xe này có những điểm gì đặc biệt mà lại hot như vậy? Chắc hẳn cũng các bạn cũng đã biết là phiên bản C200 LS được sở hữu rất là nhiều công nghệ cũng như là nhiều tính năng hay ho trên dòng xe C-Class. Và đặc biệt thì chiếc xe này còn sở hữu một cái khối động cơ 1.5 turbo với công nghệ MyHybrid hoàn toàn mới của Mercedes-Benz. Sản xuất công suất lên đến 204 mã lực tại 300 Nm và có thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 chỉ trong vòng 7,3 giây thôi các bạn. Một con số rất ấn tượng với một dòng xe sedan nhỏ gọn như thế này. Và đặc biệt đối với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe C200 phiên bản LS này thì thật sự là một con số đáng kinh ngạc các bạn. Trong điều kiện thực tế thì Mạnh cũng đã có dịp chạy chiếc xe này đi một quãng đường ở cao tốc Long Thành Dầu Dây thì cái mức tiêu hao nhiên liệu hiện lên chỉ là khoảng 5,6 lít cho 100 km các bạn. Một con số cực kỳ ấn tượng cho hệ dẫn động cầu sao và với công nghệ MyHybrid hoàn toàn mới của Mercedes-Benz trên C200 LS. Vậy chần chờ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay liên hệ số line của Mạnh để Mạnh và các bạn cùng nhau trải nghiệm chiếc xe C200 LS thực tế này nha. Và chiếc xe này sẽ là chiếc xe giao ngay được luôn các bạn. Nên vì vậy, nếu mà các bạn đang muốn sở hữu cho mình một chiếc xe C200 LS, đặc biệt là chiếc xe sau lưng Mạnh đây, thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ số line Mạnh nha. Mạnh sẽ tư vấn cũng như là báo giá trực tiếp chiếc xe này và cái giá lăn bánh tại thời điểm mà các bạn quan tâm. Rồi, quay trở lại với chiếc xe thì Mạnh cũng đã có dịp quay và giới thiệu với các bạn về rất là nhiều cái tính năng cũng như là thiết kế trên xe C200 LS rồi. Nhưng hôm nay Mạnh vẫn sẽ review lại cho mọi người cùng xem thì chiếc xe C200 LS màu trắng này có một cái nước sơn rất là đẹp các bạn. Và cái bánh mâm của chiếc xe là một trong những cái điểm mới của chiếc dòng xe C-Class này. Đặc biệt mà nói thì thật ra cả ba dòng, cả ba phiên bản C-Class, C200, C200 LS và C300 AMG thì đều Mạnh thấy giá trị và đặc biệt nhất đó chính là cái bộ mâm trên C100 LS này rất là đẹp các bạn, rất là giống đàn anh S-Class luôn. Và cái kích thước của bộ mâm này lên đến 18 inch các bạn, với thiết kế đa chấu như thế này là một trong những thiết kế đáng và rất là đẹp trong năm 2024 này. Rồi, về phần kiểu dáng tổng thể thì C-Class, đặc biệt là C200 Avantgarde LS thì có chiều dài tổng thể lên đến gần 4m7 các bạn. Đây là một chiếc xe sedan được nới dài trục cơ sở so với thế hệ trước. Và đối với C200 và C-Class thế hệ mới đã được kéo dài bên trong khoang cabin. Nên vì vậy không gian bên trong khoang cabin cực kỳ rộng rãi. Mà chút xíu nữa Mạnh sẽ chia sẻ với các bạn ha. Mạnh sẽ cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ ra cái phía sau của chiếc xe C200 LS này để mình xem và ngắm nhìn phần đuôi của chiếc xe này nha. Như các bạn có thể biết thì C-Class là một dòng xe dành cho giới trẻ. Và đặc biệt đối với cái thiết kế của C200 mới và những dòng C-Class mới thì cái nét thiết kế bên
Phần đèn hậu nè cũng làm rất là giống như trên đàn anh của S-Class luôn các bạn. Và đối với phiên bản xe C100LED này, chúng ta sẽ được trang bị một cái cụm đồ họa đèn LED nè, trải dài ra hai bên, thì nó sẽ giúp cho chiếc xe nó có dáng vẻ hiện đại và rất là tinh tế phải không các bạn. Ngoài ra thì đối với xe C100LED thì chúng ta cũng sẽ được trang bị một cái phần Oppo như thế này, thì nó giúp cho chiếc xe có dáng vẻ tinh tế và sang trọng hơn các bạn. Ngoài ra thì đối với phiên bản này thì mình cũng sẽ được trang bị cốp điện ha các bạn ha. Đó, phần cốp điện luôn. Đó, đóng mở bằng điện nha và có đá cốp luôn nha các bạn. Ngoài ra thì cái phần khoang hành lý của chiếc xe C100LED này cũng rất là to các bạn. Chúng ta vẫn có thể ha để được những vật dụng cá nhân của mình ở dưới khoang hành lý. Ngoài ra thì ở trên khoang hành lý phía trên thì mình cũng sẽ để được rất là nhiều cái vali cỡ lớn các bạn. Theo như mình đánh giá thì mình đã từng để những cái vali cỡ lớn rồi. Hai vali cỡ lớn và một vali cỡ trung bình ha, cũng rất ok vô tư luôn. Chiếc xe này cũng sẽ được trang bị đóng mở bằng điện và có chống kẹt luôn nha các bạn. Đó, như các bạn có thể thấy ha. Đây. Ok, mình sẽ đóng lại. Rồi các bạn, chúng ta cùng nhìn lại phần đuôi xe của chiếc xe C100LED màu trắng này. Đó, rất là đẹp các bạn. Nếu các bạn đang quan tâm thì các bạn hãy liên hệ số like Mạnh nha. Còn bây giờ Mạnh xin mời các bạn chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong phần khoang nội thất để cùng nhau chúng ta bàn luận và chia sẻ về nội thất của chiếc xe C100LED này. Xin mời các bạn. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã ngồi bên trong khoang nội thất của chiếc xe C100LED này rồi. Thì thật sự mà nói đây là một phiên bản xe C200 rất là đẹp các bạn, mang lại giá trị về rất là nhiều cho mình là phần ốp gỗ nè, da nè, rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình xin phép chúng ta cùng nhau đề nổ cái khoang động cơ lên ha, để bên trong khoang nội thất nó được sáng lên, để mình chia sẻ tốt hơn cho các bạn về những cái thiết kế thẩm mỹ bên trên chiếc xe này. Rồi, ở rất là nhiều video clip trước thì Mạnh cũng đã chia sẻ về cái thiết kế trên xe C-Class thế hệ mới rồi các bạn. Nhưng hôm nay Mạnh sẽ giới thiệu và review thực tế cho bạn về chiếc xe C100LED màu trắng nội thất màu đen như thế này. Đối với cái nội thất màu đen thì Mạnh đánh giá rất là cao so với nội thất màu nâu nha. Cá nhân Mạnh thì Mạnh rất là thích nội thất màu đen bởi vì nó classic, nó truyền thống và nó dễ đi nữa các bạn. Và chúng ta cũng sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn mới luôn trên chiếc xe C-Class này các bạn. Ba cửa gió mới nè và một cái màn hình trung tâm rất là lớn các bạn. Đối với chiếc xe này thì sẽ sử dụng ngôn ngữ thế hệ mới luôn ha, và chúng ta sẽ được trang bị hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz. Và cái màn hình này nó có kích thước lên đến 11,9 inch nha các bạn, nên là nó sẽ giúp cho mình kết nối và giống như là trải nghiệm một cái hệ thống giải trí tốt hơn. Ngoài ra thì trên chiếc xe này C200LED chúng ta sẽ được trang bị hệ thống 15 loa Bermester 710W các bạn. Nó sẽ giúp chúng ta thư giãn và cảm thấy thoải mái trên những cái hành trình mà chúng ta di chuyển hàng ngày. Ngoài ra thì đối với cái dàn âm thanh này thì Mạnh đánh giá rất là cao. Nên vì vậy Mạnh muốn các bạn sắp xếp thời gian, các bạn hãy đến ngay Mercedes-Benz Phú Mỹ quận 7 để cùng nhau mình sẽ trải nghiệm cái dàn âm thanh này ha, thực tế trên chiếc xe C100LED luôn các bạn. Và rồi, như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ được trang bị một cái phần ốp gỗ mờ nè. Đó, rất là sang trọng luôn. Đó, gỗ thật nha các bạn. Ngoài ra thì trên táp lô và thành cửa chúng ta cũng sẽ được bọc da nắp alu các bạn, với những đường chỉ khâu rất là tinh tế và rất là đẹp các bạn. Trên cái thiết kế mới này chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình kích thước 12,3 inch. Đó, rất là sắc nét và rất là chi tiết luôn các bạn. Thì Mạnh đánh giá rất là cao trên cái màn hình này bởi vì là nó thiết kế rất là tinh tế và nó hiển thị rất là nhiều cái đồ họa giao diện khác nhau để nó mang lại nhiều trải nghiệm tốt hơn cho chúng ta ha. Nếu mà chúng ta thích thể thao nè, mình có thể điều chỉnh qua chế độ thể thao. Mình thích chế độ truyền thống thì mình có thể chuyển qua đây. Ngoài ra thì mình sẽ chuyển qua chế độ nhẹ nhàng nè. Đó, nếu mà chúng ta thích chế độ nhẹ nhàng ha. Ở đây thì nó sẽ có một bảo dưỡng để chúng ta cùng nhau, mình sẽ quan sát được nhiều hơn về những cái thông số bên trong xe. À, nó vẫn giữ được những cái truyền thống của những dòng xe Mercedes, có thể nhắc đến là như là cần số sau vô lăng nè. Đó, chúng ta sẽ điều khiển những cái chế độ lái cũng như là lùi nè, tiến tới nè, rất là tiện dụng luôn. Ngoài ra thì trên xe C100LED nè, chúng ta sẽ được trang bị vô lăng bằng điện nha các bạn. Chúng ta có thể điều chỉnh những cái chức năng cũng như là những cái vị trí nhớ ghế nè, nhớ vô lăng và nhớ hai cái gương chiếu hậu, để cho mỗi khi mà mình lên xe mình bấm một lần thôi là vị trí ghế với lại là những cái vị trí vô lăng nó sẽ set up và nhớ theo vị trí của chúng ta. Ngoài ra thì đối với chiếc xe này thì mình đã được lược bỏ những cái hệ thống command, những hệ thống touch pad thế hệ trước rồi các bạn. Ở đây thì sẽ nhường chỗ lại cho một cái nắp để chúng ta mở ra và sẽ có hai khay để ly nè.
để những vật dụng cá nhân, một cái cổng Type-C và một cái đế sạc không dây nha các bạn ơi, dành cho điện thoại thông minh. Đó, nếu mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể đóng lại, rất là tinh tế. Ngoài ra thì đối với chiếc xe này đã được trang bị một cái màn hình hiển thị những cái phần điều hòa rồi các bạn. Trên thế hệ trước thì chúng ta điều chỉnh bằng nút ha, còn đối với thế hệ này chúng ta đã điều chỉnh được trên màn hình này rồi, rất là hiện đại luôn và rất là đẹp các bạn. Thật sự mà nói thì cái thiết kế màn hình cũng như là những cái đồ họa giao diện của Mercedes-Benz họ làm rất là chi tiết và rất là đẹp luôn. Mình rất là điều chỉnh rất là dễ dàng và trực quan. Ngoài ra thì mình sẽ điều chỉnh rất là nhiều cái tính năng chế độ lái thông qua một cái hệ thống phím như thế này, với hệ thống Dynamic nè. Với xe trăm lết chúng ta sẽ có 4 chế độ lái các bạn, Eco, Comfort, Sport và In Video. Đó, với 4 chế độ lái này thì mình tin chắc sẽ mang đến cái trải nghiệm tốt nhất dành cho các bạn. Rồi, ok, thì camera lùi các bạn. Đó, rất là chi tiết luôn. Vô lăng thì cũng được thiết kế 3 chấu, thiết kế mới luôn các bạn và rất là đẹp. Có lẫy chuyển số nè, có Cruise Control và Slim các bạn. Ngoài ra thì những cái thiết kế của dòng xe C-Class thế hệ mới thì như Mạnh cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, rất là đẹp các bạn, thiết kế rất là đẹp và điều chỉnh rất là trực quan, rất là tinh tế luôn. Những cái âm thanh cũng như là những cái nút cơ học phản hồi lại cho chúng ta thì rất là tinh tế. Chiếc xe này thì sẽ không có cửa sổ trời các bạn ha, và không gian trần còn rất là rộng các bạn. Mạnh là một người cao 1m77 nên là cái phần ngồi cũng rất là thoải mái và rộng rãi. Chắc là bây giờ mình sẽ ra khoang hành khách phía sau để cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu bên trong khoang hành khách phía sau này của chiếc xe C100LED như thế nào nha. Xin mời các bạn. Mình đã ngồi vào trong khoang hành khách thứ hai của chiếc xe C100LED này rồi. Và điều đặc biệt là Mạnh đánh giá rất là cao bởi vì chiếc xe này quan tâm đến người tiêu dùng rất là nhiều thông qua trang bị là rèm che nắng nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ có một cái rèm che nắng như thế này. Rất là tinh tế luôn các bạn. Ngoài ra thì mình sẽ được trang bị rất là nhiều cái phần ốp đen bóng nè, piano nè và những cái thanh rơm rất là đẹp. Đó, song song đó thì một cái màn loa Bumaster rất là tinh tế, rất là sang trọng luôn. Mạnh rất là thích cái phong cách thiết kế của những chiếc xe Mercedes nha. Họ rất là chú tâm và cũng như là những cái phần chi tiết á, rất là sang trọng và rất là mịn tai luôn. Ở đây thì mình sẽ có hai cái cửa gió điều hòa nè. Đó là một những cái đặc trưng của những dòng xe Mercedes rồi. Những xe phiên bản tiêu chuẩn nhất và thấp cấp nhất cũng đã được trang bị cái phần cửa gió sau này rồi các bạn. Ở đây thì mình sẽ có một cái phần bệ tì tai để mở ra ha. Đó, chúng ta sẽ được trang bị hai cái khay để ly nè. Đó. Nếu mà mình không có nhu cầu mình ngồi ba người á, thì mình sẽ kéo cái khoang tì tai này lên. Mạnh là một người cao 1m77 như nãy mình có chia sẻ thì phần trần cũng ngồi rất là ok nha, còn rất là thoáng. Tổng quan thì rất là ok, rất là vừa. Bởi vì là cái không gian nội thất hàng ghế sau á của chiếc xe C-Class thế hệ mới đã được kéo dài thêm so với thế hệ trước rồi các bạn ha, nên là các bạn yên tâm. Thì người châu Âu thì họ thiết kế những dòng xe đa phần là nó sẽ vừa phải, nhưng mà trên chiếc xe này ngồi rất là ok, rộng rãi. Các bạn nếu quan tâm tới cái dòng xe C-Class, đặc biệt là chiếc C200LED màu trắng này, các bạn có thể đến ngay Mercedes-Benz Phú Mỹ Hùng 7 để cùng nhau chúng ta trải nghiệm thực tế trên chiếc xe này nha. Còn các bạn nếu có nhu cầu lái thử, các bạn cũng hãy đến ngay showroom Mercedes hoặc có thể liên hệ qua số hotline của Mạnh là 0937 238 111. Mạnh sẽ lái chiếc xe C100LED này mang đến cho các bạn tận nhà để các bạn trải nghiệm tận nhà nha. Còn bây giờ nếu thấy hay thì các bạn hãy để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của Mạnh. Mạnh sẽ sản xuất ra thêm nhiều video clip mới hơn để phục vụ các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.